Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, trong kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thành phố Cần Thơ có 30 thí sinh đạt giải. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024 được tổ chức vào ngày 5 và 6 tháng 1 năm 2024. Cả nước có 5.812 thí sinh đến từ 70 đơn vị tham gia dự thi ở 12 môn thi. Hội đồng chấm thi đã chọn được 3.359 thí sinh đạt giải. Thành phố Cần Thơ có 60 thí sinh dự thi, trong đó phần lớn là học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, 59 em và 1 em trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều. Kết quả kỳ thi, thành phố có 30 thí sinh đạt giải, trong đó có 7 giải nhì, 11 giải ba và 12 giải khuyến khích.